Có nhìn được cái tờ này. Alo. Không, cháu chưa xuống đâu, chiều nay cháu còn ở nhà. Vâng. Đang có chị gấm chị đến. Đây. Để kiểm tra này. Để cháu xong công việc đã nhá. Chị đang làm giấy. À. Rồi rồi rồi. À, thế nhá. À. Em hỏi nó xem là cái giấy